Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình Trong video của ngày hôm nay mình hướng dẫn bạn tham gia là chạy lốt cái dự án là Gaga Lốt Và đây là một cái dự án khá là hot trend ở cái thời điểm hiện tại Cũng như là có cái đội mà cơ khủng tới từ là sàn Hobi Và hiện tại thì nó cũng có những cái nhóm mà người ta đã là mua ở trên chợ đen với cái đồng là Gaga Khi mà các bạn tham gia chạy lốt bạn kiếm được Thì thông thường ấy, những cái dự án mà chạy lốt này thì cái tiềm năng rất là cao Còn là những cái dự án mà mình đào quay Airdrop phần lớn nó là hên xui nhá và để tham gia cái dự án này thì các bạn cần phải có một cái điện thoại Android Và thứ nhất là mình cần phải là online nhé Tức là cần phải là cho máy Cũng như là bạn nào muốn là chạy trên là PC hoặc là à, trên là giả lập trên là PC thì mình sẽ để cái đường link mà trang web đã hướng dẫn một cái bài viết để mà hướng dẫn tham gia chạy lốt với dự án là Kaga dành cho là máy tính để tham gia cái dự án này trên là điện thoại thì các bạn sẽ lấy cái đường link để bên dưới phần là mô tả và các bạn cần phải là đăng ký thiết lập tạo một cái tài khoản À, đầu tiên thì các bạn sẽ là ghi ở đây và những dự án mà chạy nốt này cũng có những cái cơ hội có thể là kiếm tới là hàng trăm đô thậm chí là hàng nghìn đô ấy. nên là nó là một cái dự án khá là ngon thì à, bạn nào mà có điện thoại Android mà rảnh rỗi thì bạn nên là tham gia nhé ở đây mình cũng có mỗi một cái điện thoại Android thôi à, nếu như mà để tham gia được thì chắc là mình cũng phải là có thể là phải mua thêm một cái điện thoại nữa vì à, cái này mình để mình à, làm việc làm video cho bạn là chưa chắc đã dùng để treo máy được các bạn ghi mail vào các bạn kiểm tra kỹ mail trước khi mà bấm vào sign up đấy, bên dưới này thì mình sẽ là tạo với mật khẩu và dòng bên dưới mình sẽ là xác minh lại mật khẩu à, xuống dòng bên dưới. Ở dưới này nó có một cái captcha thì bạn nhìn thấy là ví dụ là 4 4 nhân 4 này. 4 nhân 4 x 37 à. À 4 nhân 4 bằng 4 này cộng 37 thì bằng 41 nhá, mình ghi 41 đây không biết là đúng không nhé Tiếp theo thì các bạn bấm đây mình verify code thì khi bạn bấm vào đấy đấy hệ thống sẽ gửi cho bạn một cái code về cái mail này. Ở đây mình sẽ bấm vào là send code này. Ở đây mình ghi nó bị sai cái mail là nó không nhận được code này. Mình ghi nhầm mất ở cái chỗ là gmail nhá. Các bạn để ý lại kỹ mail cho mình nhá. Các bạn mở mail lên các bạn nhìn thấy có một cái mã code bé tí ở đây nhá. Có chữ là m đây của mình là m m, m, m B, x nhá. Mình chép này. À, quay về cái app ấy, các bạn sẽ là dán cái code vào đây. các bạn kéo xuống bạn bấm vào là register nhé Mình lưu luôn nhé, các bạn bấm vào lưu luôn cái mật khẩu này. Và bước tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào phần ba gạch ở đây. Các bạn sẽ là nhìn thấy chữ là intro và scan này các bạn bấm vào đây. Nó sẽ đưa các bạn sang một cái tab để bạn nhìn thấy là cái mã token. Thì cái tab này các bạn cần phải là che lại nhé Tức là cái này là cái mã mà token của bạn đấy, nếu như mà người khác mà biết cái mã này thì người ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản và người ta sẽ là À, rút mất cái số tiền mà các bạn chạy lốt được như vậy các bạn sẽ là sao chép cái cái mã token ở đây các bạn sao chép xong thì các bạn sẽ bấm vào cái đường link số 2 mình sẽ để là đường link tải app cho là APK đối với điện thoại là Android các bạn sẽ là mở cái app lên thì đây là cái đường link số 2 nhé tên của nó là v1.0.6 này à, các bạn nhìn ở bên dưới chữ là phát hành ứng dụng APK thì các bạn bấm vào đây à, rất là nhẹ có là 4.25 mb rồi các bạn bấm vào là tải xuống nhé sau khi mà tải xong thì bạn bấm là mở ở đây mình sẽ là cài đặt ứng dụng à, các bạn mở cái ứng dụng lên nhé ở đây như kiểu nó yêu cầu là cấp quyền nếu bạn cứ là cho phép cấp quyền này thì đây là cái giao diện để cho bạn là chạy lốt cái đồng là gaga như vậy thì các bạn sẽ là copy cái mã token mà bạn lại đăng ký xong đấy bây giờ mình sẽ quay lại cái cái trang web mình hướng dẫn bạn là copy cái mã token nhá ở đây mình nhắc lại này, ở cái trang mà đăng ký ấy, thì các bạn sẽ là mở cái phần ba gạch thì các bạn kéo xuống cái phần là đây các bạn nhìn thấy phần là intro và gian này các bạn bấm vào đây. Nhớ kỹ cho mình ở đây là cái mã token là cái tài khoản của bạn thì các bạn phải là che lại không được là à, cho ai biết ấy. người ta mà biết người ta đăng nhập vào cái tài khoản nốt của bạn, người ta sẽ là rút hết số tiền của bạn nhé à, các bạn sẽ là sao chép cái mã token đây. Bây giờ các bạn mở cái app vừa nãy là cài APK lên. Rồi sau khi mà bạn dán mã token vào đây thì các bạn ấn vào là start mining và các bạn đợi khoảng độ là 1 tới là 2 phút để cho dự án ấy họ check cái mã token của bạn nhé. Ở đây các bạn nhớ là phải là cho phép nhé. À, cho phép là chạy ứng dụng ngầm này nếu như mà các bạn không cho phép thì là sẽ dừng dừng đào nhé. À, sử dụng pin sẽ không bị hạn chế này. Bấm vào cho phép. Và các bạn lưu ý cho mình là sau khi mà các bạn bấm vào là Start Mining này thì các bạn sẽ để màn hình sáng và giữ khoảng độ là 60 giây thì nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo y của mình là mới được. À, bên trên là cái chữ là load này. À, thì bên dưới chữ là Mining Starter này, Subsection Full nhá thì nó mới là hoàn thành là mình đang chạy nốt và để kiểm tra là mình đã chạy nốt được chưa các bạn bấm là check my ở đây nhá. Đây cái dòng bên dưới này Rồi như vậy thì các bạn nhìn thấy là mình đang chạy được ở cái phần là APAO này, mình đang chạy là 0 0.5 đồng token nhé <laughs> Như vậy mình thấy nó đào rất là nhanh và mình giữ máy khoảng độ 4 nút thì mình đã nhận là 30 đồng. Ở bên dưới này khi nào mà nó đào đủ là 10 đồng thì nó sẽ là hiện lên bên trên cho bạn nhìn thấy. Ở đây các bạn bấm vào phần ba gạch này. Thì bên trên là phần tài khoản nó bạn chỗ là account còn là bên cái dòng mà có cái cờ lê chữ là intro và dân này là cái chỗ cho bạn copy cái cái mã token để cho bạn dán vào cái app APK đấy. Thì cái phần bên dưới là cái phần là Binance, tức là cái phần mà sẽ là hiện cái số dư sau khi mà kết thúc là 24 giờ đào uh, nó sẽ là trả lên đây. Bên dưới là mục là transfer Gaga, tức là các bạn bán trên là chợ đen lại bán nội bộ thì các bạn sẽ là ghi cái mail của cái người người ta mua đấy. Đây là số lượng và mình cần phải là nhập cái code. Bấm vào đây thì sẽ gửi cái code về cái mail của các bạn và các bạn sẽ dán cái code đây. À, mình bấm đây mình sẽ là thêm cái người mà người ta uh, mua cái đồng Gaga của mình. À, và hiện tại cái giá này nó khá là rẻ nên là các bạn cứ đào và các bạn sẽ là hầu đây chờ khi mà dự án họ thông báo sẽ cho mình đổi cái đồng uh, token này sang cái đồng quay chính của dự án thì uh, các bạn đổi ấy, nó sẽ là hay hơn nhá. Và đây cũng là một cái dự án khá là ngon, cũng có thể là mình sẽ kiếm được khá nhiều tiền từ cái dự án này. Thì uh, tất cả cái dự án mà chạy nốt thì bao giờ nó cũng là thành công và nó uh, uy tín hơn so với tất cả những cái app mình đào uh, dạng là uh, điểm danh sau là 24 giờ. Đây là cái app uh, Gaga mà APK khi mà bạn cài về nhá thì uh, các bạn cứ để cho nó chạy ngầm nhá. À, nếu như mà các bạn tắt màn hình thì cũng có thể là nó không đào đâu. Thì à, thỉnh thoảng các bạn sẽ là mở cái màn hình ngang sáng ngang chút để mình ngó xem là nó có đào hay không nhé. Vì mình thấy rất là nhẹ máy, nó cũng không là hao pin đâu. À, nó có là chưa đầy 5m đâu, nên là nó khá là nhẹ. Rồi như vậy mình đã là chia sẻ cho bạn cái dự án là chạy nốt à, Gaga trên điện thoại là Android. Còn bây giờ mình chuyển sang phần là quay thưởng cho bạn ở cái video trước. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn kiến thức crypto nhé. Chúc mừng bạn. Bạn thứ hai là Phan Minh Chiến nhá, chung bạn. Thì uh, hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví TX để mình trả thưởng. Và mình cũng xin được là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.